Mưa dông diện rộng có xu hướng gia tăng trở lại ở các tỉnh Nam Bộ. Cơ quan khí tượng nhận định, trong thời kỳ một tháng tới, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 5 đến 15% so với trung bình chiều năm cùng thời kỳ, đề phòng thời tiết cực đoan và ngập úng ở vùng trũng thấp. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thời kỳ từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, gió mùa Tây Nam ở phía Nam tiếp tục gây ra nhiều ngày có mưa rào và dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Thời kỳ một tháng tới, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có thể hình thành áp thấp nhiệt đới bão trên Biển Đông. Giải hội tụ nhiệt đới gây ra gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở các vùng biển phía Nam, cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của người dân. Theo báo cáo cập nhật tình hình hồ thủy điện mới nhất của Bộ Công Thương, những ngày gần đây, tình trạng mưa lũ diễn biến phức tạp trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng cao. Khi nhận được thông tin xả lũ hoặc thay đổi chế độ vận hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin người dân cần thực hiện ngay các biện pháp theo khuyến cáo sau đây. Thứ nhất là lập tức rút người và phương tiện ra khỏi lòng sông. Thứ hai, thông báo cho những người xung quanh biết để cùng thực hiện. Thứ ba, buộc thuyền bè vào vị trí cố định, dây dài để tránh lật thuyền. Thứ tư, lưu ý quan trọng là luôn nhắc nhở trẻ em không đi qua các đoạn sông suối cạn, không tắm ở hạ lưu nhà máy. Thưa quý khán giả, đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 bị sạt lở, quốc lộ 55 ngập úng, quốc lộ 28B xuống cấp sau đợt mưa lũ vừa qua khiến các nẻo đường lên Lâm Đồng và đến Đà Lạt có lúc gián đoạn. Từ đây, dư luận lại nhắc nhiều đến dự án cao tốc Tân Phú tỉnh Đồng Nai, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng từng được lên ý tưởng từ lâu để phá thế độc đạo của quốc lộ 20 nhưng chưa thực hiện. Theo quy hoạch, cao tốc này dài 140 cây số, quy mô 4 làn xe và 2 làn khẩn cấp. Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là cơ quan có thẩm quyền dự án này với mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh thống nhất hướng tuyến các vị trí giao cắt, nút giao hầm chui, đường gom dân sinh. Dự kiến trong quý 3 năm nay, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sẽ hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và khởi công dự án trong quý 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng còn được chính phủ giao là cơ quan có thẩm quyền với dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương nối vào cao tốc Liên Khương Đà Lạt. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải được giao xem xét dự án cao tốc Tân Phú Dầu Dây nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi hoàn thành, các dự án này tạo tuyến cao tốc thông suốt từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt.